Thưa quý vị và các bạn, đêm hôm qua, khu vực Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có mưa. Sáng sớm nay mùng 5 tháng 11, không khí lạnh vẫn tiếp tục tăng cường xuống các tỉnh Nam Trung Bộ, sau đó cường độ ổn định dần. Như vậy, các tỉnh miền Bắc và miền Trung đã nằm trọn trong khối không khí lạnh. Riêng các tỉnh thuộc khu vực Bắc và Trung Trung Bộ còn kết hợp với nhiễu động gió đông trên cao, hoạt động mạnh nên mưa vừa đến mưa to, nhiều nơi mưa rất to. Tâm mưa là các tỉnh từ Hà Tĩnh trở vào đến Quảng Ngãi. Mặc dù chịu ảnh hưởng của không khí lạnh nhưng thời tiết ở các tỉnh phía Tây Bắc Bộ khá tốt, hầu như không có mưa, ban ngày nắng nhẹ, sáng và đêm trời rét, vùng núi cao trời rét. Các tỉnh phía Đông Bắc Bộ có mưa, mưa rào rải rác, trời rét. Thời tiết ở khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ do ở rìa xa phía Nam của khối không khí lạnh kết hợp với rìa phía Bắc rãnh áp thấp có trục khoảng 5-8 độ vĩ Bắc nên mưa rào rải rác xảy ra về chiều tối và tối, ban ngày có nắng. Do mưa lớn kéo dài, người dân các tỉnh miền Trung tiếp tục theo dõi cập nhật thông tin thời tiết để chủ động ứng phó với mưa, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất để có biện pháp phòng tránh di dời đến nơi an toàn. Sau đây là phần dự báo thời tiết các vùng miền trên cả nước ngày và đêm mùng 5 tháng 11. Phía Tây Bắc Bộ mây thay đổi đến nhiều mây, ngày hửng nắng, đêm phổ biến ít mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 18-26 độ. Các khu vực vùng núi cao nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 12-15 độ, sáng và đêm trời rét, vùng núi trời rét. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây có mưa, mưa rào rải rác, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, ven biển cấp 3, cấp 4. Nhiệt độ dao động từ 17-24 độ, vùng núi cao nhiệt độ thấp nhất nhiều nơi dưới 15 độ, trời rét. Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế trời đầy mây, phía Bắc từ Thanh Hóa đến Nghệ An có mưa vừa mưa to và dông. Phía Nam từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế có mưa to, nhiều nơi mưa rất to, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, ven biển cấp 4, cấp 5, giật cấp 6. Nhiệt độ dao động từ 18-24 độ, phía Bắc trời rét, phía Nam trời lạnh. Mưa lớn có nguy cơ xảy ra lũ, lũ quét, sạt lở đất, ngập úng ở các khu vực trũng thấp, khu đô thị. Trong cơn mưa có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, phía Bắc từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi có mưa vừa mưa to và rải rác có dông, có nơi mưa rất to. Trong cơn mưa có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Phía Nam từ Bình Định đến Bình Thuận mây thay đổi, ngày có nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa rào rải rác, gió Bắc đến Đông Bắc cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ phía Bắc dao động từ 22-26 độ, phía Nam từ 24-28 độ. Tây Nguyên, mây thay đổi, ngày có nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Riêng phía Nam, tối và chiều tối có mưa rào và rải rác có dông, có nơi mưa to, gió nhẹ. Nhiệt độ dao động từ 19-29 độ, riêng thành phố Đà Lạt từ 15-25 độ. Nam Bộ, chiều tối và đêm nhiều mây có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, ngày giảm mây trời nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ dao động từ 24-32 độ, có nơi trên 33 độ. Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay, khu vực Hà Tĩnh nằm sâu trong khối không khí lạnh có cường độ ổn định kết hợp với nhiễu động gió đông trên cao, hoạt động mạnh nên toàn tỉnh có mưa vừa đến mưa to, nhiều nơi mưa rất to và dông. Sang đến ngày mùng 7, mưa giảm về lượng và diện. Sau đây là dự báo thời tiết các khu vực trong tỉnh ngày và đêm mùng 5 tháng 11. Khu vực đồng bằng và ven biển trời đầy mây có mưa vừa mưa to, sáng sớm có nơi mưa rất to, gió bắc đến đông bắc cấp 2, cấp 3, ven biển cấp 4, giật cấp 6. Nhiệt độ dao động từ 19-23 độ, độ ẩm trung bình từ 90-95%, trời lạnh. Khu vực miền núi phía Tây trời đầy mây có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và dông, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ dao động từ 19-22 độ, độ ẩm trung bình từ 90-95%, trời rét. Khu vực thành phố Hà Tĩnh trời đầy mây có mưa vừa mưa to, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ dao động từ 19-22 độ, độ ẩm trung bình từ 92-95%, trời lạnh. Khu vực thị xã Kỳ Anh trời đầy mây có mưa vừa đến mưa to, gió đông bắc cấp 3, cấp 4, giật cấp 6, nhiệt độ dao động từ 20-23 độ, độ ẩm trung bình từ 90-93%, trời lạnh. Vùng biển Hà Tĩnh có mưa vừa mưa to, tầm nhìn xa từ 2-4 km, gió đông bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động, sóng biển cao từ 2-3 m. Thưa quý vị và các bạn, đêm qua và ngày hôm nay mùng 5 tháng 11, khu vực Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to. Sáng nay trước khi đi làm, quý vị và các bạn nhớ chủ động kê cao đồ đạc, máy thiết bị, xe cộ, đóng các cửa sổ, đặc biệt cửa trên cao. Trên đường đi làm nhớ không đi qua các ngầm tràn, đoạn đường hay bị ngập để đảm bảo an toàn. Bản tin dự báo thời tiết của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Tĩnh xin được khép lại tại đây. Chúc quý vị bình an, hạnh phúc!